Cách bảo quản nấm rơm nhiều ngày không hỏng. Nấm rơm cũng là một trong những loại nấm quen thuộc, được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon và chứa nhiều chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có rất nhiều người chưa biết cách bảo quản nấm rơm như thế nào để tươi ngon và lâu hỏng. Trong video này, mẹo và cuộc sống sẽ giúp bạn biết được cách bảo quản nấm rơm lâu hư. Cùng xem qua nhé. Số 1. Bảo quản nấm rơm trong tủ lạnh Một trong những cách bảo quản nấm rơm tươi lâu hư đó chính là để trong tủ lạnh. Với cách làm này, bạn có thể bảo quản nấm rơm tươi được khoảng 4 ngày. Cách tiến hành như sau. Bước 1. Nấm rơm mua về bạn cho vào chậu nước rửa sạch rồi cho vào rổ, và để cho ráo nước. Bước 2. Bạn cho nấm vào hộp đựng thực phẩm, đậy nắp kín rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể cho nấm vào túi ni lon. Rồi dùng máy hút chân không hút hết không khí trước khi cho vào tủ lạnh. Sau đó, bạn nhớ điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh cho phù hợp nhé. Nếu trường hợp bạn để nấm ăn luôn trong ngày thì chỉ cần để ở nơi khô ráo, thoáng mát và không cần cho vào tủ lạnh cũng được. Số 2, bảo quản nấm rơm với nước muối. Bảo quản nấm rơm tươi với nước muối cũng là một cách làm khá hiệu quả. Bạn có thể tiến hành theo các bước dưới đây để lưu giữ độ tươi ngon và chất dinh dưỡng cho nấm rơm nhé. Bước 1. Bạn rửa sạch nấm rơm để loại bỏ bụi bẩn cũng như các phần nấm bị hư, thối. Bước 2. Bạn cho nước vào nồi, cho thêm một chút muối hạt, khuấy đều lên cho muối tan rồi đun cho sôi. Khi nước sôi, bạn cho nấm rơm vào trần sơ để các tế bào trong nấm ngừng hoạt động. Bước 3. Sau đó, bạn nhanh tay vớt nấm rơm ra và ngâm trong nước lạnh khoảng 5 phút. Bước 4. Tiếp đến, bạn ướp nấm rơm với chút muối để nước trong nấm bị rút hết. Bước 5, cuối cùng, bạn để nấm ráo nước, rồi cho vào hũ ngâm cùng nước muối ở nồng độ 20-30% là được. Với cách làm này, thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra để xem màu nước ngâm nấm có bị đục không nhé. Nếu nước ngâm nấm bị đục, bạn nên thay nước mới. Nếu thực hiện đúng phương pháp thì bạn có thể giữ nấm trong vòng một tháng đấy nhé. Số 3. Nấu sơ qua nấm rơm. Bước 1. Bạn rửa sạch nấm rơm để loại bỏ bụi bẩn cũng như các phần nấm bị hư, thối. Bước 2, bạn trần sơ nấm rơm trong nồi nước sôi khoảng 2 phút, rồi vớt ra cho nhanh vào bát nước đá lạnh. Bước 3, bạn vớt nấm rơm ra cho ráo nước rồi để vào hộp đựng thực phẩm. Với cách làm này, bạn có thể bảo quản nấm rơm được 3 đến 4 ngày. Số 4, phơi, sấy khô nấm rơm phơi hoặc sấy khô nấm rơm tươi cũng là một cách bảo quản nấm lâu dài, hiệu quả. Bước 1. Khi mua nấm về, bạn rửa sạch rồi chẻ nấm ra làm đôi. Bước 2. Mang nấm ra phơi nắng nếu hoặc sấy. Ngày đầu nấm chưa khô thì đem cất đi tới ngày hôm sau nắng lại đem ra phơi thêm. Còn nếu bạn đem nấm đi sấy khô thì nên sấy ở nhiệt độ khoảng 40-43 độ. Với cách làm này bạn có thể bảo quản nấm tới 6 tháng bạn có thể cho nấm rơm khô vào túi ni lon, rồi hút chân không và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, hoặc nếu có ít thì bạn cũng có thể để ở nơi khô ráo, thoáng mát ở nhiệt độ phòng và sử dụng dần. Khi sử dụng, bạn chỉ cần ngâm nấm trong nước ấm khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch vài lần, cắt bỏ phần chân và chế biến theo sở thích là được. Trên đây là cách bảo quản nấm rơm nhiều ngày không hỏng đơn giản, chi tiết để bạn tham khảo và áp dụng.